Chào mừng các em đến với kênh Lời Giải Hay.com Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em soạn bài đọc tiểu thanh ký sách giáo khoa ngữ văn 10 tập 1 trong 131 Chúng ta đi vào phần kiến thức cơ bản Về tác giả Nguyễn Du sinh năm 1765, mất năm 1820, tên chữ là Tố Như, hiệu là Thanh Niên Quê quán, ở làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Về gia đình, sinh trưởng trong một gia đình đại quý tộc, nhiều đời làm quan và có truyền thống về văn học. Về thời đại, gắn bó sâu sắc với những biến cố lịch sử của giai đoạn cuối thế kỷ 13-19. Cuộc đời từng trải, phiêu bạt nhiều năm trên đất Bắc, tạo cho tác giả vốn sống phong phú và nhiều thông cảm sâu sắc với những đau khổ của nhân dân. Và về sự nghiệp văn học, sáng tác bằng chữ Hán, gồm 3 tập thơ là Thanh Hiên Thi Tập, năm Trung Tạp Ngâm, Bắc Hành Tạp Lục, sáng tác bằng chữ Nôm là Đoạn Trường Tân Thanh và Văn Triều Hồn. Về bài thơ đọc tiểu thanh ký Phiên âm Tây Hồ Hoa Uyển tẫn thành khư, độc điếu song tiền nhất chỉ thư, chi phần hữu thần liên tử hậu, văn trường vô mệnh lụy phần dư. Cổ kim hận sự thiên nan vấn, phong vận kỳ oan ngã tự cư, bất trì tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân khớp tủ như. Dịch nghĩa Vườn hoa bên Tây Hồ đã thành bãi hoang rồi, chỉ viếng nàng qua một tập sách đọc trước cửa sổ Xuân phần có thần chắc phải xót xa vì những việc sau khi chết Văn chương không có số mệnh mà cũng bị đốt sở Những mối hận cổ kim khó mà hỏi trời được Ta tự coi như người cùng một hội với kẻ mắc nỗi oan lạ lùng vì nết phong nhã Không biết hơn 300 năm sau, thiên hạ ai người khóc tố như Dịch thơ Tây hồ cảnh đẹp hóa gò hoang, thổn thức bên sông mảnh giấy tàn, xuân phần có thần trôn vẫn hận, văn chương không mệnh đốt còn vương. Nỗi hồn kim cổ trời khôn hỏi, cài án phong lưu khách tự mang, chẳng biết 300 năm lẻ nữa, người đời ai khóc tố như chăng. Về xuất xứ hoàn cảnh sáng tác, chưa rõ tác giả sáng tác bài thơ này trong hoàn cảnh nào, chỉ biết sau khi đọc xong phần dư tập thơ nàng Tiểu Thanh mà viết ra. Suốt từ tập Thanh Hiền thi tập. Về bố cục Gồm 4 phần, phần thứ nhất, hai câu đầu. Nguyễn Du đọc lại phần dư cảo Tiểu Thanh để lại. Phần thứ hai Câu 34, số phận tài hoa bạc mệnh của nàng Tiểu Thanh, phần thứ 3, câu 56, nỗi thương cảm của Nguyễn Du dành cho nàng Tiểu Thanh, phần thứ 4 là hai câu cuối, thương xót Tiểu Thanh, Nguyễn Du thương cho số phận của mình. Về nội dung chính là thể hiện cảm xúc suy tư của Nguyễn Du về số phận bất hạnh của người phụ nữ có tài có sắc trong xã hội phong kiến, chủ nghĩa nhân đạo sâu sắc trong sáng tác của Nguyễn Du. Chúng ta đi vào phần đọc hiểu văn bản. Câu hỏi thứ nhất Theo anh chị, vì sao Nguyễn Du lại đồng cảm với số phận nàng Tiểu Thanh? Nguyễn Du đồng cảm với số phận của nàng Tiểu Thanh Vì thương xót cho số phận của những người phụ nữ tài sắc Tiểu Thanh có sắc lại có tài Thơ Phú phân trương Thế nhưng cuộc đời của nàng lại gặp quá nhiều bi kịch Phải làm lẽ bị vui dập Chết tác bị đốt dở dang Số phận hầm hưu đau khổ của nàng chính là lý do khiến Nguyễn Du cảm thương chia sẻ. Từ bi kịch của Tiểu Hà Thanh, nhà thơ suy nghĩ về định mệnh nghiệt ngã của những người có tài văn chương nghệ thuật. Vì ý không biết có ai hiểu, đồng cảm với mình như sự thấu hiểu của mình đối với Tiểu Thanh. Câu thứ hai Câu nỗi hờn kim cổ trời khôn hỏi là nghĩa gì? Nỗi hờn hận ở đây là gì? Tại sao tác giả cho là không thể hỏi trời được? Phiên âm Cổ kim hận sự thiên an vấn Dịch thơ Nỗi hồn kim cổ trời khôn hỏi Trong câu thơ dịch Chữ nỗi hờn Nỗi hờn kim cổ trời khôn hỏi Chưa diễn đạt Được hết ý của hai từ hận sự Nỗi hẹn ấy từ hàng trăm năm nay đâu có gì thay đổi Đó là mối hận của người xưa và thời nay Người xưa là Tiểu Thanh Còn thời nay là những người phụ nữ hồng nhan bạc mệnh Đang sống cùng thời với Nguyễn Du Thậm chí cả những con người tài thơ phú Như nhà thơ Nguyễn Du nữa họ đều là những người gặp bao điều không may trong cuộc sống. Từ đó, nhà thơ của chúng ta cho rằng, có một thông lệ vô cùng nghiệt ngã, đó là ông trời luôn bất công đối với những con người tài sắc. Sự bất công ấy đâu chỉ đến với người phụ nữ tài hoa bạc mệnh tiểu thanh mà còn nỗi hận của những bao người. Bởi vậy, nó như một câu hỏi lớn, đến ông trời cũng không hỏi được. Câu hỏi thứ ba, Nguyễn Du thương xót và đồng cảm với người phụ nữ có tài năng văn chương mà bất hạnh, điều đó nói gì về tấm lòng nhà thơ? Nhà thơ có sự quan tâm đặc biệt với những người phụ nữ có tận sắc đẹp, tài năng. Họ là những người phụ nữ có học vấn, thông thạo, thi ca nhạc họa nhưng lại có số phận hầm hưu. Nguyễn Du bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với họ đồng thời cũng mượn thân thế của họ để ngụ ý thân thế của lớp nhà nho như của mình. Niềm thương cảm đó, ngoài ý nghĩa lòng sự thương cảm dành cho số phận của người bất hạnh, cũng như nàng Kiều hay nàng ca nữ đất lòng thành, còn là niềm thương cảm của một người nghệ sĩ Ông đau đớn bởi văn chương không có số mệnh mà bị đớ sở. Ông trân trọng những giá trị tinh thần của người nghệ sĩ, ở đây là một nữ nghệ sĩ, đó là một giá trị nhân bản tiến bộ của Nguyễn Du. Câu thứ tư. Phân tích vai trò của mỗi đoạn thơ để thực luận kết đối với chủ đề toàn bài. Có thể chia bài thơ thành 4 phần, mỗi phần lại có vai trò riêng thể hiện chủ đề của bài thơ. Hai câu thơ đầu là hai câu tả cảnh để mà kể việc. Từ quang cảnh hoa phế ở Tây Hồ, người đọc liên tưởng đến cuộc đời thay đổi. Hai câu này cũng nêu ra hoàn cảnh này sinh cảm xúc của nhà thơ, phần di cảo thơ của Tiểu Thanh. Hai câu thực nêu lên những suy nghĩ về số phận bất hạnh của nàng Tiểu Thanh thông qua hai hình ảnh ẩn dụ son phấn là vẻ đẹp và văn chương là tài năng. Hai câu luận bắt đầu khái quát nâng vấn đề liên hệ thân phận của nàng Tiểu Thanh với những bậc văn nhân tài tử trong đó có nhà thơ. Và hai câu kết là tiếng lòng của nhà thơ mong tìm thấy một tiếng lòng đồng cảm của ngàn đời sau. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em hoàn thành soạn bài đọc tiểu thanh ký. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để tham khảo những bài soạn khác nhé. Chúc các em học tốt!